ba bán mẹ em còn gà mẹ hôm qua để nói mẹ dạ thì ra để cho nói mẹ đáng mẹ đó là mẹ đi đó có mấy hà đi rồi nhưng mẹ nói thôi hiện nó nghỉ sớm tới mẹ đi nữa nha nhớ nha dạ tại vì cũng mày cũng bị ra đi quá ủa là xe đâu dạ bây giờ mình ra xe ạ con cần lấy thẻ để thẻ xong ra chợ hỏi con thì con đi thăm bố nó là bố chứ nó là chị đấy họ sửa lại cho con thì họ chẳng hỏi gì hết á đi rồi hỏi cho con ra nhân bình xích là thế là con hỏi có phải xem nó hỏi về xem đi mà thằng khách đâu có gì đâu để xem à, đúng rồi ngáo hát thôi nhưng mà tại con đi rất là rõ ràng cái này cũng từng ngủ qua đó. Con đi máy bay nào vậy? Con đi American Airlines. Mày đi cái này mà. Nên thật ra nó cũng ta tưởng là con đi United. United không không? Nó có Qantas với American Airlines là better nhất. Là bay bay về nó fly gì đó thì nó không có con cái chất này nó không có gì hết. Qantas còn nữa. Sao bé hả? Chị tưởng nóng lắm. Không anh chị tưởng lạnh lắm chị đang sao uống cổ phải tháo ra bạn nào nó ông friend nice chứ ông phải cảm trai chị qua năm bảy xích chị cũng xếp cho nhà năm bảy xích là được đi ra thả 1, 2, 3, 4, 5 là phải xếp bây giờ là đang đợi Phật Kinh đợi cái một cô gái rất là đẹp đón mình xong rồi đưa mình theo má Mỹ đi đón mình lâu lắm rồi chín năm rồi chín năm rồi nha con biết trời thiếu gì nhiều nhiều lắm dễ vào gì anh Hoài Linh là bắt cóc má luôn đó nhưng mà tại vì cái chân má đau rồi má gặp anh lên qua Úc lần nào chưa cũng 6-7 năm rồi mấy chị gặp anh Linh luôn rồi chưa ở đây nè đó chào em để nó trả cho bỏ vô đi cưng nhưng không có 1,000 lẻ em có 1,000 lẻ không 31 hả 31 đồng thôi em có 1 đồng lẻ 21 à 31 đồng 31 đồng rồi nó vậy là nó thối mình nhiêu 1 lẻ nè em đưa 40 hả rồi con có 5 lẻ đưa 30 1 lẻ nè có rồi mấy chục em nè dễ sợ công nhận nữa nha mới có hơn chút xíu mà nó quất tới 31 đồng luôn á dạ rồi chị đâu có được bị khám đâu cái anh kia ra mất tiêu luôn rồi anh kia là anh nào cái anh mà cũng bên Mỹ qua hai cha con chắc có thể đi chuyến khác chị nhiều chuyến lắm chị không có bị xét hành lý luôn á chị được đi qua cái number 6 tụi em vô 1, 2, 3, 4, 5 là đều bị xét hết dạ một ngày mấy chuyến luôn Qantas rồi American dạ nhiều lắm dạ lâu lắm rồi đi chợ này phải đúng là cái này là quan trọng quá dạ cho em quay chút xíu hình 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 dạ 40 ạ 40 một người đang ngồi dạ biết là đem khó khăn lắm rồi tại mấy đêm tô nhỏ cho mình một tô phở tại dạ cho mình là tái chín gân tô nhỏ là tái để riêng luôn rồi hai hàng tái để riêng đó một cái này là tái gân tô nhỏ tái con riêng còn cho chị là tái chín gân tô nhỏ bỏ đi rồi cho chị một cái không nó con gọi cho nó đó cho chị một cái một chén còn gì xong cho chị giá cho còn đây em gọi gì em gọi luôn cho chị tô phở nhỏ